Còn trước hết con xin chuyển đến cho máy Quảng Đông Bắc Ninh, A Di Đà Phật. Và xin thầy Giác Sơn ban hộ niệm tại thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị máy và camera của mình ạ. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin bác mở mic ạ. Dạ, A Di Đà Phật vẫn chưa được ạ. Dạ được rồi ạ, con kính mời bác đặt câu hỏi ạ. Nam mô A Di Đà Phật. À, thầy giờ ông có nghe rõ không ạ? Dạ nghe ạ. Kính bạch thầy giờ ông cho con hỏi một câu hỏi ạ. Một thành viên ở ban hộ niệm mà vẫn còn nuôi cá, mà mỗi một lần mà kéo cá để bán ấy, thì chết rất là nhiều chúng sinh. Vậy con hỏi là cái người đó đi hộ niệm cho người bệnh ấy, thì có bị chướng ngại gì cho người bệnh lúc vãng sanh không ạ? Con thành kính tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. À gì là cảm ơn bác Quảng Đồng. Thôi đừng kêu dư âm bằng thầy, chi kêu lão cư sĩ, tức là cái ông cư sĩ già hay hơn. Ông cư sĩ già này xin trả lời rằng nếu đã phát tâm đi hộ niệm, tức là mong muốn cho người ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chính mình cũng phải tha thiết muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để thành Bồ Tát. Muốn thành Bồ Tát mà ngày ngày để làm cái công chuyện của người la sát thì kẹt quá đi chứ vị ơi. Nếu mà chư vị nuôi cá rồi dưỡng con cá nó mập lên cho đến lúc chết để mà chôn nó luôn thì chư vị đúng là người Bồ Tát. Chứ còn nuôi cho nó mập để mà dùng cái thịt của nó bán cho người ta mổ thịt để mình lấy tiền thì đây là hạnh của la sát rồi. Liệu rằng là chuyện này có tương ứng được hay không? Mong bác Quảng Đồng gặp người này, nếu mà thành tâm khẩn nguyện nói với vị này, đường nào phải đi một đường. Niệm Phật là muốn đi lên, mà sát sanh hại vật thì muốn đi xuống. Ta chưa phải Bồ Tát, đâu có thể phân vân vừa làm Bồ Tát vừa làm địa ngục được. Chỉ vậy, mong chư vị nhớ cho, cái tâm thành của mình quan trọng lắm đấy. Nếu mình làm mà tâm không thành thì thường thường quả báo không có, mà cái việc làm của mình còn ảnh hưởng người khác nữa. Cho nên Diệu Âm khuyên rằng nếu ở thế gian pháp thì chư vị muốn làm gì làm, nếu thực sự đã muốn làm Phật làm Bồ Tát, muốn thoát vòng sanh tử luân hồi, thì xin chư vị phải đoạn cái lòng sát đi, đoạn cái nghiệp sát đi, trừ cái nạn oán thân trái chủ đi. Đừng nên để cái tâm vừa làm la sát mà vừa làm Bồ Tát, thì Bồ Tát này là thành Bồ Tát giá làm sao. Mong cho những người nghe những lời này cố gắng lên nghe, đi một đường rồi chúng ta thành đạo, hay hơn là chúng ta làm trêu ngư. Nhiều khi chính nạn con thân trái chủ chúng ta càng hung hãn hơn nữa, không tốt đâu nhé. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm và xin cảm ơn câu hỏi của bác Quảng Đông Bắc Ninh.